Suốt 7 năm chơi dòng dã, các nhà khoa học thuộc Đại học Gujarat miền Tây Ấn Độ đã làm bạn với hơn 500 mẫu nước tiểu bò gi, miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và cuối cùng họ đã khám phá ra dấu vết của vàng. Chúng tôi lấy mẫu thử từ những con bò mang thai hoặc đã ngừng lấy sữa. Có từ 10 đến 30mg vàng trong 1 lít nước tiểu. Vàng tồn tại dưới dạng ion kim loại hay dưới dạng muối vàng tan trong nước. Lượng vàng thu được từ nước tiểu hoàn toàn có thể được trích xuất và hóa rắn bằng các quá trình hóa học. Trước đó, các thí nghiệm cũng đã được thực hiện trên nước tiểu lạc đà, trâu, cừu và dê, nhưng không thu được kết quả khả quan. Chúng tôi rất may mắn khi sở hữu giống bò, không chỉ sữa của loài vật này quý giá, mà ngay cả nước tiểu cũng vậy. Ngoài ra, trong số hơn 5.000 hợp chất được tìm thấy trong nước tiểu bò gi, 388 chất tiềm ẩn giá trị y học lớn có khả năng chữa nhiều bệnh. Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ phân tích các mẫu nước tiểu của tất cả 39 giống bò bản địa của Ấn Độ cho các mục đích tương tự.